Rồi nha, mở Bigbee. Được chưa? Giờ thầy nói tới hai hai cái phải nói, hồi nãy hai hai cái chưa có nói. Thứ nhất á, tại nói gì function, nãy Đức làm nhớ không ta? Function đơn giản nhất Đúng như rồi. hồi nãy hàm nãy của em á là tạo một cái function nè. Được chưa? Tên hàm, số tên hàm là số lớn nhất chẳng hạn. Được không? Ghi như vậy, thầy thầy thường hay ghi như vậy nè. Đó, nó là thói quen của mọi người thôi nha. Rồi. Đây là cách mình tạo ra một cái hàm. Hàm này á, sẽ cần truyền vào đầu vào là cái gì? Đúng không? Là ở đây. Em tưởng tượng cái hàm giống như là một cái máy gì đó, giống như một cái máy gì đó. Đứng ở giữa nè, đầu vào em bỏ vô, ví dụ như là một cái máy gì đó bỏ nguyên liệu vô thì nó sẽ đầu ra sản phẩm. Đơn giản vậy thôi. Được không ta? Thì cái này chỉ là nguyên liệu bỏ vô nè, được không? Để tìm số lớn nhất trong hai số AB á, thì mình có số A và có số B. Được không ta? Rồi. Được chưa? AB bằng bao nhiêu mình chưa biết. Mình ghi như vậy á, có nghĩa là mình truyền vào đây cái giá trị của A hoặc là của B nha. Nhưng mà AB là cái biến đại diện đó. Mình sẽ nói là nếu A mà nó lớn hơn B, đúng không? Thì mình return về gì đây? A. Ngược lại. Return về đồ là B. Đó. Lưu ý nha, là một cái hàm á luôn 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 phải chạy về hàm return. Tại vì hàm if này á, nó chỉ chạy một trong hai trường hợp thôi, là trường hợp này hoặc trường hợp này. Tức là một là return về A, hai là return về B. Nhưng mà nếu làm chuẩn á, thì mình nên làm gì hay hơn nè. Đô la số lớn nhất bằng, giả sử cho đô la bằng đô la đi, thì làm vậy đi cho dễ hiểu hơn. Đô la. Được chưa? Và thầy xét mới vô thì giả sử cho bằng A luôn đi. Nhưng mà nếu như đô la B mà lại lớn hơn số lớn nhất luôn thì phải bây giờ số nhất thay đổi lại đúng không? Số lớn nhất bây giờ bằng A đây. Bằng lại B đúng không? Đúng không? Và ở cùng thầy trả về gì đây? Đúng rồi, trả về số lớn nhất. Đó, cách này cũng được. Được chưa? Và thầy thích làm cách này hơn. Tại vì sao? Tại vì cách này một cái hàm mình sẽ nhìn thấy nè, mới vô đoạn đầu tiên tôi làm và tôi sẽ bước đầu tiên tôi sẽ khai báo ra một cái biến. Khai báo ra các cái biến gì đó. Bước thứ hai tôi sẽ làm gì đây? Xử lý. Được không? Bước cuối cùng là gì đây? Trả về kết quả cho hàm. Được chưa ta? Tức là luôn luôn cuối cùng kết thúc của một cái hàm á phải là gì đây? Return về một cái gì đó. Không? Làm vậy mình không sót. Được không? Có chữ cuối hàm là nhà tên hàm nha. Đầu vào của mình nguyên liệu là cái gì? Và cuối cùng là tôi trả về cái gì? Vậy thôi. Được chưa? Còn cái này là những cái xử lý của nó. À, đó là một cái hàm. Thì bây giờ thầy thử nè. E cho số lớn nhất. Đó, nó gửi, nó tự động gửi cho mình nè. Đó, AB thì bây giờ thầy cho A nè. Bằng là 100, B là 200. Vậy thôi. Chấm phẩy. Được không ta? Chạy lên nè. Ra số mấy đây? 200. 200. Đó, này cho thành ngàn đi. Ra ngàn. Được chưa? Lưu ý nha. AB đây là cái thứ tự truyền vào thôi nha. Chứ không có gì cả. Còn nếu mình muốn chuyển biến thì không sao cả. X bằng 8. Đô la Y bằng 12 chẳng hạn, thì mình thể truyền vào đây là đô la x đô la y hoặc là đô la y đô la x thì cũng được, không có sao cả, không quan trọng thứ tự. Được không ta? Có nghĩa là mình đang truyền vào đây, y đây là mấy đây? Là truyền số 12 vô đây. X là 8, nó truyền số 8 vô đây. Thì kết quả ra là 12, nó cũng vậy thôi. Được chưa? À, tức là cách này cách gọi hàm ra để xài. Ha, tôi tạo ra một cái hàm, sau đó tôi gọi cái hàm và tôi truyền vào cái những cái giá trị cần thiết. Được chưa? Nhưng phải nhớ truyền đủ nha. Ở đây AB nó ghi vậy phải truyền vào hai cái AB. Được chưa? Đó là cách mình viết ra một cái hàm. Hàm này là gì đây? Viết hàm. Viết hàm. Được chưa? Còn này là gì đây? Thầy thì ngắn, này thì ngắn gọn lại. 9 21 gì đó. Này là gì? Gọi hàm ra. Đã có ra để sử dụng. Đúng không? Có thể gọi như sau. Nhiều. Nhiều lần. Ở đây thầy thầy chấm xuống nói thêm gì đây? BR và thầy gọi thêm nữa. 29 và 12. Thấy chưa? Đó, vẫn ra bình thường, có thể dùng được nhiều lần. Đó là cái hàm, công dụng của cái hàm là như vậy. Được chưa? Rồi bây giờ thầy nói tiếp tục nữa. Thầy nói tới array. Mảng. Phần tiếp theo á, array là gì nè? Thầy đặt dùng đặt biến đô la A bằng 20. Mình e cho đô la A ra. Vậy thôi. Được không ta? Thì có nghĩa là bây giờ tạm thời tắt bỏ này đi nha, đừng cho nó hiện ra nữa, được không ta? Đóng cái đó lại. Mình thấy là nó ra 20 là A nè. Được chưa? Thì A này nó chỉ mang một giá trị thôi. Thì thay vì đơn giản A một giá trị như vậy thì cho nó A bằng một cái array. Được không?
Thầy cho nó, thầy ghi nè, các chị nè, 20, 15, A, B, C. Tức là bây giờ thằng A này nó có 3 giá trị lận. Được chưa? In ra vậy không được nha. Đối với mạng in ra vậy nó sẽ bóc lỗi. Không in được vậy. Được không ta? Nhưng em có thể in ra đô la A của 0. Đúng rồi. Điểm nha nè. Phần tử thứ 0, phần tử thứ 1, phần tử thứ 2. A của 0 nghĩa là bằng mấy đây? 0. Bằng 20. 20. A 0 là đa số 20. Được chưa? Muốn A và C là A mấy? Ừ, A của 2. Được chưa? A3 có không? Không. Không, A3 là nó lỗi, không có A3. Được không? Ở đây nó không báo lỗi chắc cho chưa cài đặt á. Được không? Muốn có cái lỗi thì phải cài đặt cái chỗ htaccess gì đó mà khỏi đi. Nói chung là đơn giản là chỗ này là không 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 có gì hết, nó không ra. Được không ta? Nè, coi cái file này nè, em coi file này là biết liền à. Nè, chạy lại nè. Tải lại trang refresh lại nè, nó ra cái error. Nó nói là à, tôi không hiểu cái ba là gì hết nè. Đúng không ta? Ừ, tại vì ba đó tồn tại đâu. Được chưa? Rồi, đó là cái phần của phần này, được không? Vậy thì ở đây. Được chưa? Thì cái này nè, cách khai báo này là em đang điền như vậy á, nghĩa là em đang điền gì đây? Các cái giá trị thôi nha. Tự nó ra 0 1 2 3 tự nó ra. Cách khác nữa, tôi là A bằng cách này nên làm hơn nè, tức là thời đại bây giờ mà không ghi cho array nó phức tạp lắm, như vậy nè. Cho nó gọn, 20,15, ABC. Cũng được luôn, không cần ghi cho array. Rồi giờ mặt vuông, được không ta? Là xong. Nè, bây giờ để in cái mảng này ra có thể làm cách này nè, mình dùng lệnh rin r in đô la a ra. Được không? Chạy ra kết quả này. Nó ra là 0 là ra 20, 1 ra 15, 2 ra ABC. Nhưng mà khá là khó nhìn. Muốn nhìn rõ hơn á, chỗ phải lên view sort nó sẽ ra rõ hơn, nó sẽ ra được cái dạng là dọc từ xuống dưới. Nó sẽ thực tế ra nó đã in ra như vậy rồi, nhưng mà HTML mà em xuống dòng trong code thì nó có xuống dòng không? Không. Em muốn xuống dòng em phải gõ chữ BR ở đây nó mới xuống dòng chứ, hiểu thì nó không ta, nó sẽ động lên hàng hết thành thành anh con hàng thôi. Được chưa? Mà nếu view sort này thì hơi cực, thành ra mình có thể dùng cái thẻ này của thằng HTML là thẻ read, e cho read. Và đóng read đây lại. Thẻ read là một thẻ của HTML nha. Thẻ read nghĩa là bên trong nó như thế nào thì in ra y hệt như vậy, tức là cái sổ code nó, cái sột nó, cái sột nó như vậy nè. Thì in ra sẽ in ra y hệt vậy luôn. Được không? Thẻ read. Thì đơn giản nhắc lại với em chỗ này nè, giống như HTML thì nó là gõ, thầy gõ A B C xuống hàng X Y Z, thấy không? Mặc dù thì xuống hàng ở đây, thầy chạy lên á, xin lỗi, đang trong BigB mà, đâu gõ gì được, đóng BigB lại cái đặt. HTML nha. Chạy nè, em thấy nó xuống hàng không? Không, muốn xuống hàng thì phải BR đúng không? Hoặc là thì cắt nó ra nè. Nó cũng không có cắt. Visual thì em thấy nó có cắt đó, nhưng mà HTML mà phải có, đúng không? Nhưng mà để cho nó hiện thì thầy lỗi sao như vậy, thì bỏ cái thẻ rồi. Bảo rồi đóng rồi là gõ sao ra vậy nè. Được không ta? Thì cách bao nhiêu cái thì cách bấy nhiêu cái thì gõ sao thấy vậy. Được chưa? Công dụng của thằng rồi này là vậy đó. Được chưa? Cho nên ở đây nè, đó là lý do tại sao mà khi mình in, mình rin r là mình in một cái mảng ra, mình sẽ kèm kẹp thêm là mở rồi và đóng rồi trên dưới trước trước sau đó nữa, để cho nó nhìn thấy nó dễ nhìn hơn. Tức là đã mất công mình thêm thao tác, mình đưa sụt cái này mất công. Được không ta? Rồi, được chưa? Rồi ha, bây giờ nhìn thấy nè, hai cách này là một cách như nhau. Được chưa? Thầy là dùng cách cách hai cho nó gọn. Được chưa? Bỏ ra đây đi. Bây giờ thầy muốn thêm một phần tử mới nữa, thầy cho đô la a mặt vuông như được rồi bằng xxx, thì nó sẽ ra thêm cái a mấy đây, 0 1 2 tới a mấy, a3, tự nó ra a3. Số 3 này không cần ghi tự nó ra, thêm nữa cũng được, đô la a bằng 99 nha. Tại ra, được chưa? Nhưng bây giờ thì hỏi nè, bây giờ nhưng mà thầy cố tình đôi cho đâu là a của 10 bằng n. Em nghĩ nó ra làm sao? 0 1 2 3 4 5 hay là 0 2 4 10? Đoán đi, Đức. Nó ra 10. 10 em. Nó ra 10. Ừ. Nhưng bây giờ tiếp tục nữa, đâu là a nữa thì lại ghi tiếp nữa, mà đây bỏ trống nữa thì cho nó bằng 99. Em nghĩ ra cái gì? Ra 5 hay ra 11? 11 đó. Ra 5 à. 11. Nó tăng hoài nó không có quay lại. Được chưa? Nó không cần phải liên tục. Được chưa? Được chưa? Nhưng mà giờ có thêm cái khác biệt nữa, đó là a của
bằng x y z. Nó chạy không? Nó ra không? Sao? Chắc là bị lỗi. Bật ra. Thoải mái nha, thoải mái nha. Bây giờ đó là a của h cái nữa. Bằng bà do. Ra không? Ra đây luôn hả? Thế vô đây hả? Đúng rồi đó. Được không? Bây giờ tiếp tục nữa, đó là a của ngàn. Ra không? Giải ra nhiêu? Không biết. Đoán thử đi. Thời gian đốn mà. Hay dạ em. Đức. Chưa hát hả? Ừ. Hát xong đến gì ta? Ai biết. Hát đi ngắn á, mà đi hát đi ngắn. Nó ra y dạ. Y phải không? Rồi, ok. Nó ra 12. Ủa. Ủa. Cái chỗ đi không nhẹ nó luôn luôn chạy số nha, nó bây giờ về chữ hết á. Nó luôn là số. Được không ta? Cái số lớn nhất mình bao nhiêu rồi thì nó cộng thêm 1 thôi, còn cái chữ thì nó không quan tâm tới. Mấy cái kỳ bằng chữ không quan tâm tới. Được chưa? Được chưa? À, bây giờ nè, thầy nói lại xíu chỗ này nha. Cái mảng này á, cho tới chỗ này nè. Cho tới khi mình làm số 10 nè, nó còn là một cái mảng đơn giản. Mảng đơn giản á, là kỳ nó luôn luôn từ số 0 và tăng dần lên là 1 2 3 4 là một mảng cơ bản. Lúc nó không bao giờ lủng lỗ cho nha. Mà 4 mà tới thêm tới khi mà mình thêm dòng 10 vô thì mảng này không còn bình thường nữa. Nếu mình thêm 5 thì vẫn ok nha, không có sai nha. Thêm 5 thì vẫn còn bình thường. Được chưa? Nhưng mà khi thêm 10 như vậy á là nó không còn bình thường nữa rồi. Được chưa? Mảng này á người ta gọi là không biết gọi là gì, nó ghi là accessory array á. Đó, nó ghi gì nè, accessory array gì đó, big B. Đó đó, accessory array lập dịch là gì ta? À, là gì? Mấy cái dịch là gì nữa? Gọi là mảng kết hợp. Đó. Accessory gì để tiêu array, mảng kết hợp. Được chưa? Một cái mảng bình thường á, một cái mảng bình thường á thì nó luôn luôn là có cái key. Thầy nói nè, thầy nói nè, cái mảng em phải hiểu chỗ này, cái này gọi là cái key, cái này là cái value, key là chìa khóa đó, value là giá trị, được không ta? Khi mình muốn in ra giá trị của ABC thì mình sẽ lấy đô la A khi của số 2, đúng không? Là số là ra ABC, được chưa? Nhưng mà trường hợp này mình cũng có thể lấy đô la A của 10 ra N khi bây giờ nó không còn liên tục nữa thì mảng này gọi là mảng kết hợp. Và khi mình cũng có thể đưa vô là gì đây? Cái chữ luôn cũng được. Cái mảng này gọi là mảng kết hợp. Được chưa? Rồi, bây giờ trước khi cái mảng này á là mảng kết hợp á, thầy làm là mảng bình thường trước rồi nè. Cho nó dễ hiểu trước rồi nè. Rồi đây đang là mảng bình thường nè. Được chưa? Rồi, bây giờ á để mà in ra là tất cả phần tử của mảng 20, 15, XYZ gì đó, mỗi cái thì muốn in dần dòng á. Này thì in tạm thời nhìn thấy thôi nha. Còn thì in bằng lệnh e cho á, từng dần dòng á thì có phải thầy sẽ là gì? E cho đô la A phần tử của 0 xong chấm gì đây? BR của mấy lấy N đây, của 1, của mấy nữa, tới mấy lần, tới 4, rồi cứ vậy thôi, 2 đó, thì bây giờ thì đang dạy for nè, 3, tổng cộng là gì đây, là 4, đây là cách mình làm thủ công bình thường mình sẽ làm vậy, được không ta? Có 4 phần tử thì mình làm 4 cái nữa ra nè, được ta? Mình nên đưa giá trị phía sau ra rồi nha. Nhưng mà ở đây á, mình thấy là 0, 1, 2, 3, 4 là cái mảng kết hợp, thành ra mình có thể dùng for. Được không? Tại vì số lượng phần tử mảng tăng dần mà, lỡ sau này mình lại thêm là e gì đó bằng tiếp tục nữa hay sao? Được không ta? Thì cho nên là mình sẽ cần phải đếm xem là trong mảng này có bao nhiêu phần tử trước đã. Để biết mình chạy nha, thì sẽ là anh thử một lệnh nè. E cho count của đô la. Đếm á, thầy đếm nè. Thầy đếm, thầy tạm ngừng đóng nó lại nha. Ra số mấy em biết không? 5 đúng không? Khao là 5 nha, lưu ý nha. Khao là ra 5 nha. Nè. Em đếm mà đếm nè. Đếm là như nè, 1 2 3 4 5. Được chưa? Đếm là đếm từ 1, được chưa? Nhưng mà cái key nó là từ 0 nha, đừng có lộn như này. Được chưa? Nó có 5 phần tử thì cái maximum của nó đối với bình thường là khi 4. Nếu mà mình khao ra 1000 thì khi bằng nhiêu? 999. Đúng rồi, 999. Được không ta? Vậy thì bây giờ nè, thầy sẽ làm dùng for nè. Thay vì mình in từng dòng như vậy nè, như nãy nè. Được chưa? Thầy sẽ làm được for như thế này nè, for. Thầy chạy, được chưa? For đô la A. Xin lỗi, đô la Y bằng 0.
chấm phẩy cái. Đô la y bé hơn count của đô la a và cuối cùng là đô la y cộng cộng. Và thầy e cho này. Không phải số 0 ở đây mà đô la gì đây? Y vô đây. Rồi. Thầy chạy. Nó tương đương với cái đống này nè. Cái đoạn này nè. Cái đoạn for này nè. Nó tương đương với cái này nè. Được không? Mày thay vì ghi như vậy thì mình ghi for như vậy nè. Được chưa? Rồi, nó ra cũng y hệt như nãy thôi. Được chưa? Rồi thì hàm for chạy làm sao? For là em khai báo được một biến ban đầu gọi là biến chạy á. Biến chạy của em ban đầu cho nó giá trị ban đầu bằng số 0. Y bằng 0. Tức là mình tạo một biến mới thôi. Nào, tên là đô la y bằng 0 và chấm phẩy nha, nhớ nha. Cái này là điều kiện khi nào cái dòng for còn chạy, for chạy nhiều lần á, vòng lặp mà lặp nhiều lần. Được chưa? Khi mà y nó còn bé hơn count của a, nãy count của a là số mấy biết không? 5. Rồi 5 nghĩa là y bé hơn 5 á. Tức y bằng 0 nè, 0 1 2 3 4 thôi nha, không có 5 tại bé hơn 5 mà. 0 1 2 3 4 hết. Đó là 5 là ngừng không chạy 5 nha. Tới 0 4 là ngừng rồi. Đó. Thì y cộng cộng là mỗi lần mà hết vòng lặp này á, nó sẽ tăng y lên 1. Tức y bằng đồng mấy? Y bằng 0 nè. Y bằng 0. Y bằng 0 thì mình in ra e cho ra đô la a ngoặc của y là của 0 là số mấy đây? 20. Ra 20. Ra 20 thì bây giờ mình lại tiếp tục cho y tăng lên 1. 0 tăng lên 1 thành mấy đây? 1. 1 thì phải là mình lại in tiếp ra a của y nữa là có phải là này không? A1 ra 15. Y tăng thêm 1 nữa, được không ta? Lại tăng lên 2, cứ vậy thôi. Và nó chỉ ngừng khi nào khi y nó không còn bé hơn nữa. Khi y chạy tới 5 nó nghỉ. Chạy tới 4 thì nó chạy tiếp này, 5 thì ngừng luôn à. Ví dụ như mình chạy tới y bằng 4 rồi tới y bằng 5. Y bằng 5, 5 nó bé hơn 5 không? Không, không nghỉ chạy. Nó không chạy này đâu này nha. Được chưa? Này là điều kiện nào còn đúng á thì nó chạy tiếp. Sai nó nghỉ chạy luôn. Thì đây là vòng lặp for. Được chưa? Nhưng mà cái for này á, nó chỉ chạy được đối với cái mảng mà mảng liên tục như thế này thôi. Lỡ cái mảng mình mà có thêm hai trường hợp này như thầy nói nãy nó sẽ không chạy được. Xin lỗi. Được chưa? Nè, chạy nè. Nó sẽ bị lỗi đó bạn. Kiểm tra lỗi đây. Sao cái webcam không hiện cái lỗi ta? Do chưa có cài đặt cái hát set. Cái hát set đâu rồi? Hát set. Hồi nãy là trong cái web của em có phát set đúng không? Thầy sẽ lấy cái file này luôn nha. Bỏ qua bên cho đứt luôn. Thiết quá chứ chính ra. Thầy muốn hiện lỗi luôn á. Được chưa? Chạy nè. Có sao chưa ra đây? Ồ, nhầm web rồi thầy. Nhầm web hả? Web em web gì? Sóc hả? Hay gì web gì? Theo cầu chứ nha. Theo yêu cầu. À, thì phải nhầm rồi. Đó là set. Ở dưới này chứ đúng không? Ở dưới con. Rồi. Đó, thấy lỗi chưa? Nè. Tại vì vậy nè. Cái mảng mình bây giờ là nó đếm nè, 1 2 3 4 5 6 7 có 7 phân tử. Nhưng mà cái key mình không phải là từ 0 tới 6 nữa. Key mình là từ 0 tới 4 xong có 10 có h. Được không? Cho nên là cái for này chạy bây giờ nó không còn đúng nữa. Tại đâu tồn tại 5 6 đâu chạy cái for này. Được chưa? Trong trường hợp này mình không thể cho xài for này được. Mà mình phải dùng cái hàm là mình hàm dùng là for. For x. For duyệt qua mỗi cái gì đó, for x. For x thì truyền vào cái mảng là đô la a. Là cái mảng xem mọi đô la cái mảng của mình đó nha. A đô la K trở đến đô la V. K là K, V là này. Để cho tức là thầy xem mỗi dòng này là này K, mọi này V, này K, này V. Và thầy có thể E cho ra đô la V và gì đây? BR. Đây, anh ra hết. Được chưa? Thầy cũng có thể E cho đô la K luôn cũng được nha các bạn. Thấy không ta? Nó sẽ ra K này. Được chưa? Muốn xài 2K tùy về tùy các bạn. Được chưa? Cái này là hàm for x đầy đủ nha. Đầy đủ. Còn nếu như bạn ghi gì nè, bạn không muốn không tìm mũi tên này á thì bạn chỉ cần ghi gì nè. Đó là A, đó là V thì V chính là vậy luôn, em bỏ K đi, em không lấy K. Cái K. Này ghi tắt, này ghi đầy đủ. Ghi tắt. Được chưa? Nhưng mà không có ghi gì được nha. Tức là có thể có V, có thể lấy V nhưng không lấy K được, nhưng mà nếu lấy nó phải lấy K hay. Chứ không thể nào mà em ghi ở đô la k vậy là lấy k không phải nha, vậy là v nha. Vậy k đó nó đây, bây giờ nó chính là gì đây? K này nó chính là cái vẫn là giá trị đó, vẫn là v đó, vẫn là value đó. Cái k là tên là k thôi, nhiều nó mới là value. Được không? Lưu ý nha, tức là có hai trường hợp thôi. Một á là em lấy đầy đủ như vậy nè. Hai là em lấy gì ta? Chỉ lấy phần giá trị. Được chưa? Đó là for x là gì của hết tất cả. Được chưa? Rồi bây giờ ứng dụng cái mảng của mình.
ứng dụng cái mảng này vô cái bài hồi nãy, bài số 3. Bài số 3 của mình tạm thời thì để đóng hết tất cả lại. Có phải bài số 3 của mình hồi nãy á, là mình đang nói là cái bài là kiểm tra xem là ngày tháng năm nó phát tục tồn tại không, đúng không? Đúng chưa? Rồi thầy đóng hết đi. Bây giờ thầy dùng cái mảng để xử lý nó. Thầy có đô la đi, ngày là ngày 20 đô la minh bằng tháng là 6 năm gì đó. Rồi đô la dia bằng là 1999. Được chưa? Rồi bây giờ nè, thầy xét nè, nguyên tắc bây giờ thầy làm một cái hàm luôn đi, function. Được chưa? Ngày tồn tại, được chưa? Truyền vào đô la gì? Đây đô la m, đô la gì? Em lưu ý nha, biến này và biến này nó không liên quan nhau. Ở đây x, đây y, đây z cũng được nữa, không liên quan nha. Cái biến này là biến này thuộc nào đây? À, bây giờ thầy ghi gì cho dễ. Đó, cái này khác nhau, được chưa? Rồi biến này của hàm. Bây giờ nè, nếu như cái hàm này nó chỉ trả về hai giá trị thôi, return true nếu ngày có tồn tại, return false nếu ngày gì không tồn tại, vậy thôi, một trong hai giá trị, được không? Vậy bây giờ thầy nói nè, thầy sẽ cho cuối cùng là return false, thì sẽ lại true, tức là nếu như có một thằng nào đó bị sai á, nó trả về false liền luôn. Rồi mình đang tức là thầy sẽ ưu tiên false trước. Nếu cái ngày bé hơn không, đúng không ta? Ngày sao nữa ta? Hoặc, lưu ý là hoặc nha, hoặc ngày lớn hơn 31, chắc chắn là sai rồi, chắc chắn là ngày này bị sai. Return false, nó chạy đây là ngừng luôn rồi, nó không chạy cái này đâu nha, được không? Đi thanh nó nghỉ chạy rồi, được chưa? Trả lại phone luôn, trường hợp là ngày bị sai. Lưu ý cái này là hoặc nha, tức là chỉ cần sai cái này hoặc sai cái này một cái không thỏa thôi là nó sẽ ok luôn. Còn em ghi và vậy á là nó phải thỏa cả hai luôn á. Cái ngày đó phải vừa bé hơn không mà vừa lớn hơn 31 là mình có ngày nữa. Có ngày nào có số nào mà lớn hơn bé hơn ngày không mà lớn hơn 31 không? Không có đâu, đúng không? Này là hoặc nha. Thầy lùi á, thầy ghi thêm nè, hoặc tiếp minh bé hơn không, hoặc tiếp, xin lỗi, hoặc hai giá đứng nha, đô la minh lớn hơn mấy? 12. Hoặc tiếp dìa bé hơn không là lỗi đi, được chưa? Được chưa? Năm á, sao năm số 1 hả? Ờ hai năm không đúng không, bé 1 đúng không? Rồi ok, tính này tính sâu Nguyên thôi chứ Nguyên không tính nha, chứ Nguyên luôn tung khỏi tính. Rồi bây giờ cho vô cực luôn, năm vô cực luôn, được chưa? Vậy được rồi. Cái trường hợp là trường hợp nè, trường hợp nhập sai sai em, ngày bé hơn không, à xin lỗi, ngày bé hơn 1, đúng rồi, ngày bé hơn 1 chứ, đúng không? Còn đi không phải là bé hơn gì? Bé hơn bằng ha, ngày bé 1 đi, ghi như cho nó gọn hơn, được chưa? Rồi đây là nhập sai nè, đầu vào mới vô là sai đó, được chưa? Rồi giờ chưa chắc nhập sai, nhưng mà bây giờ kiểm tra tiếp nè. Em biết á là cô lập đi cô lập bây giờ thường thường đó, tháng 1 31 ngày đúng không? Tháng 1 bây giờ thầy liệt kê những tháng nào 31 ngày trước nè. Bây giờ nha, có sai không sai là vô cái, chỉ vô vào cái tháng thôi. Thầy sẽ đặt nè, thầy đặt nè, đặt một cái đô la là mát 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 d op mình cái ngày lớn nhất của tháng, được không? Bằng một cái array, được chưa? Thầy ghi đầu tiên á, nếu thì ghi như vậy nè, ít xin lỗi à, cái tháng 1 nha, lưu ý tháng 1 nha, mình có tháng không không? Dạ, không có nên thầy bỏ cái đầu tiên luôn cho nó dễ nhớ. Được không ta? Tức là mát d của không là không tồn tại, không xài tới nha. Bây giờ tháng 1 nè, mát tới là mấy ngày mấy đi? 31. Tháng 2 29. 28 29. Đúng không? Bây giờ thầy cho nó 28 thôi, chắc chắn đúng trước rồi đã, được chưa? Mát nó 28 cho đúng. Tháng 3 là 31, tháng 4 là 30, tháng 5 là 31, tháng 6 30, 31, 28, 31 rồi, tháng 9 30,
31 11 30 30 tháng 12 31 31. Rồi đếm lại nha. Tháng 0 bỏ này không tính nha. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Ok đủ rồi ha. Rồi, chỉ có một tháng 2 này nó có vấn đề nè. Tháng 2 có 5 là 28, có 5 là 29. Ở đây có thể là 28, có thể là 29. Đúng không ta? Vậy thì bây giờ nè. Gọi là ngày lớn nhất của tháng. Là đúng không? Bây giờ nè, thầy sẽ kiểm tra năm nhuận. If đó. Cách kiểm tra cách đơn giản. Uống gì biết Google ha. Kiểm tra năm nhận. Chia hết cho 4 thì không, chia hết cho 100 một là chia hết cho 4. Nè. Thực toán nè. Gì hàm giải vậy? Nè. Năm nhận là năm chia hết cho 4. Trường hợp nó chia hết cho 100 thì phải chia hết cho 400. Cái này hơi tạp vậy. Là chia hết cho 4 nhưng mà không chia hết cho 100 đó thầy. Còn nếu như mà chia hết cho 100 thì nó phải chia hết cho 400. Chứ trời, tớ thử. Hai cái là thầy, một cái là chia hết cho 4 và không chia hết cho 100. Ừ. Thế là một cái là chia hết cho 400. À, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, có hai tình huống xảy ra, đúng không? Nếu cái năm chia hết á là với phần trăm nha. Phần trăm là chia lấy dư. Chia lấy dư á, ừ, chia lấy dư á. Hiểu không? Chia lấy dư là sao? 99 là phần trăm cho 2 bằng mấy biết không? 1. Bằng 1. Ha. Nè, bây giờ nè, nó khác chỗ này nha, giờ 100 nè, 100 sạc 2, 100 chia 2 ra như biết không? 50. 50. 100 chia 2 ra được cái thương á, cái giá trị là 50 nhưng mà phần trăm cho 2 á là lấy dư. 100 chia 2 bằng 50 có dư không? Không, nó ra sẽ ra không. Được chưa? Cái phần trăm nha. Chia hết cho 4 thì nó phải không chia hết cho 100. Dạ. Đúng không? À, và đô la y. À xin lỗi, bằng bằng 0. Chia hết cho 4 đúng không? Dạ. Thì nó phải không chia hết cho 100, tức là chấm than bằng gì? Bằng 0. Bằng 0. Được không ta? Nè. Điều kiện thứ nhất. Được chưa? Rồi điều kiện thứ hai, hoặc đúng không? Hoặc. Lưu ý chỗ này nha. Hoặc này nè, nguy hiểm nè. Hoặc đô la y phải chia hết cho mấy? 400. 400. Cái hoặc này mạnh hơn cái and nha, nên lúc này để chắc ăn thì phải bao hoặc lên cái nữa nha. Hai thằng này đi chung nhau một cặp nè. Xin lỗi. Hai này đi chung nhau một cặp nè. Mình nó thì khỏi hoặc. Đúng không? Mà bằng không nữa nha. Được chưa? Nè, chia hết cho 4 và không chia hết cho 100 hoặc chia hết cho 400, năm nhuận. Được chưa? Năm nhuận thì mass day open của tháng 2 bây giờ nó bằng mấy đây? 29. Đó, thầy đang tính ra được cái ngày lớn nhất của tháng. Vậy giờ chỉ còn trường hợp cuối cùng xét thôi. If cái ngày này mà nó lớn hơn mass day open của ai biết không? Của tháng. Của tháng là của gì? M vậy. Ừ, của M. Thầy đi danh gì đây? Phone. Đúng rồi. Phone. Vậy thôi. Được chưa? Rồi, cuối cùng nè. Kiểm tra ngày. À, ngày có vượt ngày lớn nhất của tháng hay không? Được chưa? Rồi, đến đây là xong. Chạy được đến đây là không sai, tức là đúng. Không sai là đúng, được chưa? Rồi, đó là cái hàm ngày trọng tải của thầy. Được chưa? Vậy bây giờ nè, thầy sẽ được không? E cho ra ngày đây sẹt minh sẹt chia. Thì thay vì ghi vậy thì dùng chỗ này nhớ không ta? Được không? Có tồn tại hoặc không tồn tại. Đúng không ta? Ngày có hoặc không tồn tại. Ở đây sẽ là có không tồn tại. Được không? Có tồn tại hoặc không đây tồn tại. Bằng chữ Y. À xin lỗi, Y đúng rồi. Ở đây Y. Thì đây là thay thế vô là đô la. Vậy dở cho nó thấy không?
đô la mà làm loại này nữa nha, nó liên quan thằng dưới nó liên quan, nó đưa đi xuống cho gần đi. Được không? Ở đây là gì đây? Đô la y y. Được không? Có hoặc không tồn tại ở đây. Được chưa? Chỗ này nè, có hoặc không tồn tại, vậy bây giờ chỉ là có hoặc không thôi. Đúng không? Thầy có thể làm vậy nè. If if ngày tồn tại của đô la đây đây phải đô la mà phải đô la gì gì đúng không, bằng bằng gì true, bằng true không ghi cũng được, như là bằng true chấm than trước như là for, được không ta, cách ngắn gọn mình làm gì ngắn gọn đó, được không ta, tức là có tồn tại đó, nó gì về true đó thì t đại để test đi, cái đại chính này em bật test bằng có, thầy làm đơn cái kiểu này đi cho trước đi ha. L thì sao đây? Test bằng không. Ừ. Đúng không? Cái này cuối cùng mình in gì đã? Mình không cần khai báo. Đâu. Cái test à, không cần, tại vì trường hợp nào cũng tạo ra nó mà. If luôn chạy một trong hai trường hợp, nên luôn luôn có test, chắc chắn có. Được không ta? Rồi chạy ra nè, đâu rồi? Trang của em rồi. Ngày 20 tháng 6 năm 99 có đồng tại. Thử nha. Ngày 28 tháng 2 năm 99. Có mà 29 thì sao? Thấy chưa ta? Rồi. Nè, thầy in ra một cái thôi, if else trên này đúng không? Rồi bây giờ nè, thầy chơi thêm cái, thầy làm biến quá, thầy lại ghi thêm cái nữa. Thay vì if else vậy đúng không? Thầy làm biến quá, chơi giờ chỗ có test này nè. Tách nó ra thành hai dấu nháy, nói vô này hả chấm, mày vẫn nói chỗ bình thường mà. Nói vô gì đó đây. Hiểu thế đó không ta? Vậy cái test này em ghi vậy cũng được nè. Được chưa? Hoặc là tới đây nè, từ đây nè, đến đây nè. Thầy đóng nháy lại. Thầy nói phần phía sau. Xong rồi nói cái test vô, nói thêm cái phần phía sau. Hiểu thế đó không ta? Tách ra đó. Được chưa nè, một cái chuỗi này có khoảng trắng luôn nha, có khoảng trắng luôn. Nói với cái test xong khoảng trắng tiếp tục nữa nói tồn tại chứ tồn tại phía sau. Được không? Thì đây là cách thầy hay làm đó, thầy sẽ nói thêm vậy nè. Đô la test. Đúng không? Nó vẫn như vậy thôi nha, nó vẫn chạy ra nè. Được chưa? Mục đích của thầy là thầy muốn ở đây nè, thầy đưa cái hàm if vô đây luôn nè. Nghe thầy muốn quăng lắm mày nè. Vậy đó. Được chưa? Mày ghi vậy là nó lỗi. Được chưa? Không ghi gì được ha. Mình sẽ ghi cái hàm if là hàm if ngắn gọn, thầy ghi ở đây trước chứ là. Bây giờ thay vì test SL như vậy thầy sẽ ghi như nè. Test bằng bằng có hoặc là bằng không đúng không? Đúng không? Tùy theo trường hợp đúng không? Tùy vào ngày tồn tại thì nè, cái hàm if mình sẽ là vậy nè. Điều kiện. Nếu như bằng bằng true, điều kiện mình nè. Thì nó ra gì đây? Nó ra là có. Ngược lại, ra gì đây? Không, chấm phải. Mà bằng bằng true không ghi cũng được. Hiểu không ta? Đây là cách ghi tắt hàm if, tức là cái dòng này nè. Bằng với cái này. Được không? Thầy bỏ này đi nè, nó vẫn chạy bình thường nha. Nè, từ từ nha. Thấy chưa? Vẫn chạy ok, tức là nè, if điều kiện chấm hỏi nha, đúng thì ra cái gì? Hai chấm sai thì ra cái gì? Được chưa? Mình gán bằng mà, nó chạy chỉ có thì test bằng có. Nó chạy không thì test bằng không. Được chưa? Và gọn hơn cái nữa. Thằng test này không chơi nữa, mới hoạt đóng mặt. Quăng này luôn. Bỏ luôn rồi này. Hiểu được không ta? Thầy chơi lưu được không? Dòng một được không? Vẫn chạy ra. Nè. Vậy thì sau này thầy đổi cái này ở đây á, nó vẫn ok. Ngày 20 tháng 2 có tồn tại bình thường. Được chưa? Thì đó là một số cách di tắt cho nó gọn hơn. Nếu mình sau này mình học cách mình code rành rồi thì mình di tắt. Được chưa? Thì đó, mình vừa học cách xài function. Mình vừa học cách là mình tận dụng cái mảng để mà mình xử lý vấn đề. Đúng không? Mình xử lý được cái bài này dựa trên mảng đúng không? Ừ. Và mình cũng học được cách là dùng hàm for x để diệt qua hết tất cả phần tử trong mảng, đó là mảng kết hợp đó. Còn bản mình mảng bình thường dùng for. Được chưa? Mà thường mình dùng gì ta? Vác cũng cho nó khỏe. For cũng ít dùng lắm, sau này xài for x nhiều hơn tại vì nó tiện mà. Nó xài được mảng thường cũng được mà mảng kết hợp cũng được luôn. Được chưa? Rồi, thì cái phần này đây là xong rồi. Nha. Bài tập. Quên nữa bài tập ha. Cho bài tập đi. Bài số 1. Nhập vào số n được không, tìm nhập vào số a và b đi, số a và tìm ước chung lớn nhất
được không ta? Ước chung lớn nhất là sao? Số rồi ok, số lớn nhất mà cả hai đều chia nhất chia hết, hợp lý ha. Rồi ok, tiếp tục nhập vào số A, cho biết A có phải số nguyên tố hay không. Được chưa? Rồi nâng cao lên nữa, 3 nhập vào số N, in ra N lớn hơn 0 luôn nha, lớn hơn 0, in ra tất cả số nguyên tố từ 1 đến N. Được chưa? Rồi bài số 4 à, để coi có này hay nữa không ta. Rồi bài này nè, bài này khó nè, bài khởi cho bài đọc số chứ không. Nhập vào số tiền đô la mình đi. Được chưa? Đọc ra tiếng Việt vậy thôi. Ví dụ đô la M bằng, thầy ghi dễ nhìn nha, bình thường này ghi bình thường này, không có ấy gì đó đúng không, bình thường em ghi vậy nè, em cho cái gì bằng vậy nè, nhưng mà thầy ghi như vậy để dễ nhìn hơn. Được chưa? Thầy đọc ra gì đây, 2.450.000 đồng, giống như ngân hàng chuyển khoản gì đó, đọc ra vậy đó. Được chưa? Được chưa? Rồi bóng bài thôi ha, xong.